Trên thế giới, khoảng 81 triệu người đã mất việc bởi dịch COVID-19. Con số này tại Việt Nam vào năm 2020 là 1,3 triệu người. Khi người lao động còn đang loay hoay tìm kiếm một công việc, thì gần 2.000 sinh viên có mặt tại đây đang có cơ hội trực tiếp gặp nhà tuyển dụng, tự mình nắm bắt cơ hội việc làm. Ngày hội việc làm Job Fair là một sự kiện được tổ chức thường niên trao đến cho những nhà tuyển dụng, người lao động một cầu nối hoàn toàn miễn phí và có giá trị. Ở cái bối cảnh dịch bệnh nó sẽ khó khăn cho cả doanh nghiệp và lẫn khó khăn cho cả những người đi tìm việc. Số lượng nhân sự chất lượng cao mà thực sự đáp ứng được và gắn kết được lâu dài, tỏ ra giá trị của mình trong cái giai đoạn này thật sự là một thách thức không hề nhỏ với tất cả các doanh nghiệp. Với các em sinh viên thì muốn một cơ hội có thể chưa thành công ngay cũng là một bài học rất là quý giá để lần thứ hai, lần thứ ba các em sẽ có thể đạt được cái mục đích của mình. Không chỉ thuộc khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội mà sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đều có cơ hội tham gia, được nhà tuyển dụng chia sẻ kinh nghiệm làm CV khi đi xin việc hoặc có thể trực tiếp trao đổi cơ hội việc làm với hơn 50 doanh nghiệp uy tín có mặt tại sự kiện. Những thông tin về tuyển dụng, cơ hội việc làm luôn được cập nhật trên trang thông tin của khoa. Theo diễn biến của dịch, nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ sinh học sẽ có nhu cầu cao về nhân sự trong năm 2021.